Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm bình hoa đồng tiền để bàn thờ kết hợp với lại hoa sa lem dáng cao. Và bây giờ mình mời các bạn cắm hoa với mình nha. Trước tiên mình sẽ cắt cái bông đồng tiền, nó hơi nở hơi vừa nha các bạn, có cái độ cong. Cái này mình cắm bình cao nha. Và chúng ta cắm ngay giữa cục mút. Đây mình quay lên trên ha. Cái hoa đồng tiền thứ hai và thứ ba thì các bạn cắt ngắn và cắm thấp hơn. Thấp hơn cỡ hơn một đốt ngón tay nha các bạn, cắm hai bên. Chọn cái hoa hơi thẳng một xíu nhé. Cái hoa thứ tư và thứ năm thì các bạn chọn cho mình hai cái hoa nó hơi cong hình giống nhau như vậy nè, cắm bên hông. Cái hoa thứ sáu thì các bạn chọn một cái hoa nó hơi có cái độ cong nha, hơi có độ cong, chúng ta cắm ở giữa song song với lại cái hoa đầu tiên đó, và thấp cho bạn, thấp hơn hai cái hoa hai bên này. Cái cành hoa thứ bảy thì các bạn chọn cái cành hơi thẳng và cắm ngang trong ngay cái cục mút nè. Rồi cạnh bên kia các bạn cũng cắm như vậy luôn. Các bạn cắt cho mình một cái cành hoa ngắn cỡ một ngón tay thôi nè. Rồi chúng ta cắm đằng trước nha, cắm phần đằng trước của hoa và cắm cho cái hoa nó quay về trước mặt của chúng ta. Các bạn cắt cho mình hai cành nữa cũng có hơi cái độ cong và cắm hai bên. Chúng ta cắm như vậy nè các bạn nè, cắm để cho nó hai cái hoa tiếp theo thì các bạn cắt nè, nó có cái độ cong vậy ha, thì chúng ta cho nó đằng trước luôn nha. Đó, chúng ta sẽ cắm cho cái hoa chúng ta nó ra đằng trước, cắm ngay cái góc của cục xốp á, những cái cạnh góc của cục xốp ở chỗ này nè các bạn. Và bên kia cũng như vậy luôn. Rồi sau tiếp theo mình sẽ đệm hoa sa lem nha các bạn. Các bạn cắt một cành sa lem nè, có hai cái bông vậy thôi, là đệm ngay ở phía sau của cành hoa đó. Đồng tiền thứ nhất hơi cao hơn đồng tiền thứ nhất một xíu thôi nha các bạn. Rồi các bạn cắt một cái chùm hoa sa lem nữa, đệm ngay kế luôn, kế cành hoa thứ nhất luôn, đệm ngay khúc giữa nè, là phía trước cành hoa thứ nhất và cái cành hoa có cái độ cong nè ha. Tiếp theo thì các bạn cắt một cành sa lem, các bạn đệm thêm phía sau gần cái cành sa lem lúc hồi nãy và thấp hơn nha các bạn nha. Rồi cắt thêm một cành nữa đệm phía bên kia. Rồi các bạn cắt thêm một cái cành và sẽ đem có ba nhánh như thế này, trong
đây cắt cái hoa này. Thì nói chung là cái hoa đệm này thì các bạn đệm tùy theo sở thích nha. Chúng ta thích đệm nhiều hay ít là tùy ha. Nó không nhất thiết là phải bao nhiêu hoa hết. Chúng ta thích đệm thì chúng ta đệm. Tầm này mình bắt hơi cao. Xin ơi nhức đầu quá con. Nhức đầu quá. Gió quá. Vậy là bình hoa đồng tiền của chúng ta kết hợp với hoa sa lem đã xong rồi. Thì trước khi sau khi cắm xong thì các bạn nhớ xịt nước để cho hoa được tươi lâu. Và clip đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.